同学各位找个位，这是你的开学礼，往前看想象带着四方武士多美丽，先交过难忘学费，先不会来年失礼，明天总会是个新学期终身制。大概只得恋爱时没标准的教科书，必须靠人不断试，学全情达意，二人共处才够真挚。同学各位找个位，这是你的开学礼，若然你生活有时过得苦仍不作弊，荆棘里完成学位，收手却仍然高贵，学懂的会是你毕业时优势。历遍单身不作弊，受苦也练成造诣，因此说人生在世，运程难预计，但能入世培养聪慧。同学各位找个位，这是你的开学礼，往前看想象带着四方武士多美丽，先交过难忘学费，先不会来年失礼，明天总会是个新学期终身制。Lại đem mấy cái hình này ra coi. Chú Tiêu, từ sáng tối chú đem ra coi coi rồi có nữa chú không thấy chán thì sao vậy? Con gái bây giờ con đeo đuổi suốt ngày, đeo đuổi hoài con không thấy chán sao? Con gái sao mà giống được? Người ta biết đi biết chạy là liên quan đến hạnh phúc cả đời. Con đâu có giống như mấy cái hình của chú, đứng yên một chỗ sắp hình nữa kìa. Trời ơi, cứng ngắc. Nhưng coi cũng bền hơn mấy cô gái biết đi biết chạy của con. Chú giỏi. Giỏi. Chú Tiêu à, không biết Chính Lương và cô Ân có liên lạc với nhau không ha? Không biết hè này cô Ân có về hay không ha? Chú đâu biết. Không biết Chính Lương và cô Ân có dịp trở lại với nhau không ha? Nó nói gặp lại vẫn là bạn, nhưng mà hình trên điện thoại của nó đã đổi rồi, vậy tức là không còn gì. Không biết gần đây là Chính Lương có mục tiêu gì mới hay không ha? Chà, sao đột nhiên quan tâm người ta dữ? Không, thì con thấy hai người là bạn mà cũng là đồng nghiệp, còn hàng xóm, cho nên con thấy ảnh cũng gần 40 tuổi rồi ha. Nơi hỏi thăm ảnh chút thôi. Chắc không có đâu. Có thật là không có không? Thật ra điều kiện của nó cũng không có cao lắm. Nè, nó chỉ yêu cầu là tóc để dài, tốt bụng và ngoại hình phải thanh tú chốt. Tóc dài, tốt bụng, lại thanh tú. Vậy tức là... Phải rồi, chính là dạng đó. Nè nè nè, vừa rồi con nói là bạn thân là đồng nghiệp với nó mà. Vậy thì con để ý xung quanh coi có ai hợp với nó hay không ha. Bạn thân. Ê, 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 búp bê của chú đâu? Trời ơi, tay của Rivalio gãy rồi. Gãy rồi, vậy dính đâu rồi? Con phải chọn đôi nào đây? Hỏi chuyên gia đi. Nè, đôi này mang thì rất đẹp. Còn đôi này thì nhiều chức năng, kiểu dáng cũng rất mới. Bây giờ đang trong đợt khuyến mãi, nếu như thầy chọn mua đôi này. Vậy... Vậy lấy đôi này đi. Cảm ơn anh, để tôi để Hoài Thu Ngân giùm anh nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Cũng may là đi với anh đó anh Lương à. Tôi thấy đôi gì nào cũng giống nhau hết, thật lòng không biết lựa đôi nào. Tất nhiên rồi, nếu không đâu rủ thầy Lương đi theo. Xin hỏi mấy vị có thẻ tín dụng của Đại Hùng không? Nếu có thì có thể được giảm 20%. Không có. Ý, tôi có. Phải làm gì?
tôi ứng trước giùm cô nghe. Là phiền anh Lương. Cảm ơn anh. Chà, giá gốc đôi giày này là 1,000 mấy lận, bây giờ giảm 20% còn 800 mấy, 900. Được, thối lại nha. Anh Lương à, đây là 900, tiền lẻ khỏi thối lại. Không được, đâu vào đó chứ. Vậy đi, lát nữa tôi đãi uống nước. Alo, cho mày leo cây hả? Không sao đâu, giờ tao bay tới giúp mày liền. Ai mà con phải bay tới nghiêm trọng vậy? Dạ, bạn học trước đây đã đặt sân bóng rổ nhưng lại không đủ người chơi, cho nên con phải tới chơi với nó. Đôi giày này á, giờ đem về nhà giùm con nha. Con đi nha. Bye bye. Dạ, bye bye. Bye bye. Xin hỏi có vật lưu niệm về giải World Cup mới đây không? Tôi nghĩ là không có, nhưng tôi đưa anh qua bển tìm thử coi. Cảm ơn. Này anh, cái nón này còn có màu xanh, có cần lấy cho anh coi không? Tôi không thích màu xanh. Ở vật lưu niệm đó tôi tìm được rồi. Hay là vậy, thì sao cũng được giảm, sẵn mua dây đeo tay cho đám nhóc ở đội bóng rổ. Được đó. Hát thực ra đi về này, ngàn mấy cũng mắc quá. Nếu có phải diễn viên quảng cáo thì làm việc có người mua. Giày thể thao bây giờ đâu chỉ đơn giản là giày thể thao, dù ở phần thiết kế, phụ liệu và mấy thứ như lót chống rung đều sử dụng công nghệ kỹ thuật mới và nguyên liệu mới, vì vậy có thể giảm bớt chấn thương khi vận động, tăng cường sức bật lên vừa mới vừa đẹp. Anh cũng có nghiên cứu về sản phẩm thể thao sao? Ngoài sở thích về môn toán ra tôi cũng thích thể thao lắm. Ý, ba lô này rất đẹp. Phải hả? Anh hai, thì ra là anh à. Ý, sao trùng hợp vậy, tôi cũng đang coi ba lô nữa. Phải trùng hợp quá. Xin lỗi nha. Alo. Cái thế giới này nhỏ quá. Vậy mà tôi cũng bắt gặp được. Nè, sao rảnh rỗi đi dạo mua sắm với cổ vậy? Đâu có. Thật ra cô Thi và Âu Dương Sơn đến đây mua giày thể thao. Âu Dương Sơn rủ tôi đến để chọn giúp thôi mà. Vậy sao? Vậy Âu Dương Sơn đâu? Có chuyện gì trước rồi. Nó trùng hợp vậy. Trùng hợp vậy thôi à. Vậy thật sự trùng hợp à. Thế nhưng nhộn nhịp đông vui, mua bán tấp nập cũng là một sự náo nhiệt ở trên thế gian. Đứng ở giữa phố, người qua kẻ lại, nhưng thấy những kẻ nhàn tản và người vội vã thường xuyên qua lại như rất nhiều cá bơi lượn dưới hồ, trong lòng bỗng trào lên sự ấm áp của tình duyên. Hiểu biết thấu đáo, bái phục, bái phục. Do đó cho thấy bí quyết đi dạo tuy vui nhưng khó, như người uống nước phải uống mới biết. Để tôi mở cho. Người có chí hướng xem đó là niềm vui. Sao vậy? Thầy Lương, thầy không sao chứ? Tôi không sao. Đừng uống gấp quá, có chuyện sặc. Cảm ơn em. Hồi nãy tôi đi ngang qua lớp, thấy các em đang luyện tập nên tôi vào coi sao. Tuyệt đối không phải kiểm tra đột xuất đâu ha, đừng sợ. Hiệu trưởng thì thấy các em luyện tập thế nào? Nội nghe mấy câu mà đọc chữ, phát âm và tiết tấu tất cả đều rất là tốt. Chỉ có điều là đưa mắt nhìn còn chưa có được. Nè, đọc đôi giống như hai người bạn thân tâm sự vậy. Đưa mắt nhìn nhau và thân thể, ngôn ngữ đều rất quan trọng. Nhưng mà cũng không thể diễn quá. Diễn quá tức là làm kiểu rồi ha? Phải dùng tấm lòng bình thường, có biết không? Còn điều này nữa, rất là quan trọng. Khi bắt đầu và lúc kết thúc, nhất định là phải chào ban giám khảo. Vậy lúc ra chào thì phải có thêm cái gì? Chính là nụ cười. Khi ban giám khảo có ấn tượng tốt về các em thì tất nhiên sẽ cho các em điểm cao hơn, hiểu không? Không ngờ đã có ngọa hổ như thầy Lương rồi, mà còn có tàng long như là hiệu trưởng nữa. Có điều này các em chưa biết, trước đây hiệu trưởng là tiểu hoàng tử độc diễn cảm đó. Còn cô Thi trước đây thì cũng là công chúa độc diễn cảm đó. Vậy thầy và cô rất giỏi rồi. Thật sự có thể làm đôi tình nhân tham gia đối thoại hai người. Các em thật là khéo nhìn. Thầy Lương à, tôi thấy dạo này thầy cực nhọc, vừa dạy đội bóng rổ lại vừa tập cho cái nhóm đọc diễn cảm. Hay làm vậy đi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ giúp cho thầy tập cho nhóm đọc diễn cảm được không? Vậy thầy sẽ đỡ vất vả hơn. Ok, quyết định vậy nha, sẽ có hiệu lực nha. Không phải chứ. Hả? Phải không mà. Được đâu, đổi người đột xuất tụi em sẽ không quen đâu thầy ơi. Thầy thấy đề nghị của hiệu trưởng rất là tốt. Một là thầy dạy hai nhóm không xuể,
Hay là dù sao hiệu trưởng cũng là tiểu hoàng tử độc diễn cảm, có hiệu trưởng tập luyện cho các em nhất định thì sẽ thành công tốt đẹp. Chẳng phải hai em muốn thắng hay sao? Thắng chứ, đương nhiên là phải thắng rồi. Còn phải lấy 100 điểm, bắt Âu Dương Sơn phải xin lỗi tụi em. Không được, có sự chỉ đạo của thầy cộng thêm sự cố gắng của các em, 100 điểm thầy không chấp nhận đâu, ít nhất là 120 điểm. Vậy thì phải trông cậy vào hiệu trưởng hết rồi. Điều này tuyệt đối không thành vấn đề. Trước khi đi thi, còn một điều rất là quan trọng. Hả? Sao có nhiều thứ quan trọng quá vậy? Thật ra điều này mới thực sự là cực kỳ quan trọng đó. Nè, khi đến hồi cuối của cuộc thi thì chắc chắn là hồi quan trọng. Mấu chốt thắng thua tùy thuộc vào giọng của các em có hay hay không. Cho nên trước khi đi thi, các em phải giữ giọng cho thật là tốt. Gọi tắt là dưỡng giọng. Dưỡng giọng. Đúng vậy đó. Đọc theo thầy một lần nha. Dưỡng giọng. Dưỡng giọng. Đọc lần nữa. Dưỡng giọng. Dưỡng giọng. Tốt. Thầy Lương cũng dặn tụi em đừng ăn đồ nóng nhiều quá. Không phải là ăn ít một chút, mà thực tế là không được ăn, biết không? Hả? Vậy có phải nói chuyện cũng ít một chút không thầy? Không phải ít một chút. Nếu không cần thiết, tốt nhất đừng nói chuyện, trừ khi kêu cứu, biết không? Nè, thầy đã dặn chú Tiêu mỗi buổi trưa đó phải chuẩn bị phần ăn dinh dưỡng cho hai em. Tuy rằng không có được ngon lắm, nhưng mà vì đoạt giải cực khổ chút phải chịu thôi, biết không? Không đoạt giải cũng không được sao? Nhưng mà tụi em phải thắng đội bóng rổ mới được. Ý, sao bọn chú ta thắng cái chắc rồi. Chà, bên đó dở quá đi. Hiệu trưởng. Ừ, hơi. Hay là thầy kêu chú Tiêu làm luôn phần ăn dinh dưỡng cho buổi tối đi. Dinh dưỡng buổi tối? Em nói thật hay nói chơi vậy? Thật. Lần này tụi em không thành công, không làm người. Tốt. Dĩnh Châu Bắc Ký là tác phẩm khi Liễu Tôn Nguyên bị hạ chức quan, cũng là một trong các nhân vật đại diện cho Đường Tô Bác đại gia. Có em nào có thể nói cho cô biết một nhân vật đại diện khác là ai không? Từ Hậu Nguyệt. Cô Hồng em không được khỏe. Cô Thi à, không phải là Từ Hậu Nguyệt không khỏe đâu. Hiệu trưởng dặn Hậu Nguyệt trước khi thi á thì phải giữ giọng cho thật tốt, cho nên bây giờ Hậu Nguyệt cố gắng không nói chuyện. Cũng phải đó. Sau này bạn hãy nhắm mắt luôn đi. Nếu không ánh nắng làm đuôi mắt bạn luôn thì gây go lắm đó. Phải rồi, xấu bày đặt làm kiểu. Nhìn hay quá, còn làm nhẫn giả luôn. Phải đó. Đủ rồi, chú ý vào bài học. À, khoai tây chiên mà còn ăn bánh mì bơ. Mày dám ăn sao? Miếng thôi mà. Không được đâu. Ngày nào cũng ăn rau luộc với gà. Ăn miếng thôi đâu có sao đâu. Không được. Đã nói là không được, không được là không được. Nè, em nhỏ à, em đừng có sợ, để chị ăn giùm cho. Mày đó, cũng phải bắt chước như tao. Uống cao tì bà, dưỡng giọng cho tốt. Một ngày uống 3 lần, sáng, trưa, chiều, một muỗng. Biết không? Mày đúng là con sâu trong bụng của Hạ Nguyệt. Con gián kìa. Khang Điệp không biết mày phải uống bao nhiêu cao tì bà nữa. Mày làm gì vậy? Chưa ăn đủ hết nguyên chai rồi. Dưỡng giọng mà. Như ở đây ghi rõ, một ngày 3 lần, mỗi lần một muỗng thôi mà. Mày điên sao? Hơi đâu mà lo nhiều. Xin chào. Xin chào. Chào hiệu trưởng. Chào hiệu trưởng. Thưa thưa. Nè, lát nữa ra thi á, quan trọng là phải bình tĩnh, coi như là ăn lẩu vậy đó. Coi mấy người dưới khán phòng như là cà tím, cà chua hay thịt bò là được rồi ha. Giống như mọi khi luyện tập vậy, bình tĩnh là được rồi. Ừ. Yên tâm đi Từ Hạ Nguyệt, các em nhất định có thể đoạt giải. Hạ Nguyệt nhất định thắng, tàn hình được hạng nhất. Hạ Nguyệt. Điều bản gia tàn hình trận trắng mát. Mấy người muốn sao nữa đây? Khỏi hỏi, cũng biết là tới đây chọc ghẹo rồi. Để coi lát nữa mất mặt như thế nào. Ôi Dương Sư. Đau quá. Ủa, gì vậy? Em không hả? Hả? Không có gì chứ, không phải không khỏe. Em vậy? Bị đau. Đau bao tử hả? Bao tử. Nè, tại sao lại như vậy? Bị đau bao tử hả? Tránh ra hết đi, đừng có mù đông quá, để cho thoáng đi. Em thấy có đau lắm không? Đưa em ấy vô phòng y tế trước đi. Đi. Ấm có nổi không? Không phải chứ, bây giờ mới gặp chuyện này. Có cuộc thi ở bên Từ Hạ Nguyệt, anh đừng có lo quá. Anh hãy lo cho tôi còn tốt hơn.
Đúng ra giải đó tôi đã nắm trong tay rồi, bây giờ mất trắng, đã hóa thành mây khói, đúng là uổng phí công sức. Nên em lén la lén lút đứng đây làm gì? Hiệu trưởng à, lớp trưởng sao rồi? Bụng đói mà từ Hạ Nguyệt uống hết nguyên chai cao thì bà đương nhiên bị sốt ruột. Cũng may bây giờ không sao, nghĩ lát có thể đưa Hạ Nguyệt về nhà được rồi. Không biết lớp trưởng có đi thi được không? Năm nay không thi được thì sang năm sẽ thi. À phải, tôi phải báo cho gia đình từ Hạ Nguyệt đến đón em ấy. Cảm ơn hiệu trưởng. Cảm ơn thầy gì? À vậy, cảm ơn hiệu trưởng ra tay gò ép nhỏ chằn ăn đó quá cho nên mới gặp chuyện sớm vậy thôi đó hiệu trưởng. Tất nhiên rồi. Phải nói tụi em rất cảm ơn hiệu trưởng, đại ơn đại đức của hiệu trưởng. Tụi em sẽ ghi nhớ trong lòng mà còn đồn đãi chuyện này đi xa, thiệt là xa luôn. À, điều bây giờ chúng ta có thể làm là tìm một chỗ nào ngồi xuống, sau đó chuẩn bị tâm lý đợi đám con gái hạ thấp mình xin lỗi chúng ta. Nói xong chưa? Các em có lòng dạ như vậy sao được? Cho dù từ Hảo Nguyệt ganh ghét các em đến mấy, cũng là bạn học của các em. Hảo Nguyệt có chuyện gì thì các em vui hả? Về nhà tự kiểm điểm lại đi, nếu còn lần sau phạt chạy dưới sân vào lớp. Hey, lần này hiệu trưởng để mất một giải thưởng chắc chắn bị ông Doãn quở mắng cho chết luôn. La là cái chắc rồi, ai biểu ổng háo thắng lập công hiếp người quá đáng. Lần này ổng tự chuốc lấy khổ chuốc họa vào thân. Alo, ông Doãn. À xin lỗi, tôi nghĩ lần này sẽ không giành được giải thưởng. Dạ vì có một học sinh không khỏe cho nên không có tham gia cuộc thi. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng, má của Từ Hạ Nguyệt đã nói em ấy gì? Chuyện này đã nói với ông Doãn rồi phải không? Đâu cần tôi nói với ổng, chưa gì đã có cuộc điện đoạt mệnh truy hồn. Sao rồi, không có gì chứ? Thì cũng là mấy câu đó. Trời ơi Tài ơi, anh khiến tôi thất vọng quá. Tôi tưởng là được nhận giải nữa, chỉ cũng vậy. Thực ra biết chuyện nhận giải có thể đợi lần sau phấn đấu. Nhất định là phải phấn đấu rồi. Nhưng mà tập vậy cũng không thể nhận giải thì thấy hơi đáng tiếc. Nếu không phải Từ Hầu Nguyệt đột nhiên gặp chuyện, tôi nghĩ bây giờ cũng đang nhận giải và đang chụp hình. Tôi thấy chuyện này cũng không thể trách mình Từ Hầu Nguyệt. Cái thôi thúc các em của hiệu trưởng cũng có vấn đề. Đúng là các em chỉ đạt đến 80 điểm, nhưng thầy lại nói với các em có thể đạt tới 120 điểm. Như vậy chỉ tạo cho các em một áp lực lớn. Thật ra tôi làm vậy à, cũng chỉ muốn động viên các em, tạo thêm lòng tin cho các em thôi. Thật lòng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cô Thi nói cũng đúng. Áp lực thích đáng sẽ khiến con người trưởng thành, nhưng giả sử quá lớn sẽ khiến con người sụp đổ. Mấy chuyện thi đấu không phải thắng thì thua. Đúng vậy đó. Chủ yếu là có thể rút kinh nghiệm trong cuộc thi, thông qua tập luyện học hỏi được các tri thức và đạo lý là tốt lắm rồi. Đúng, đúng. Tôi thừa nhận lần này là tôi quá khẩn trương, cho nên vô tình đã tạo áp lực cho học sinh. Tôi hứa với hai người, nếu như gặp trường hợp này nữa đó, tôi sẽ không yêu cầu các em đạt 120 điểm đâu. 100 điểm tôi cũng chấp nhận rồi. Vậy được chưa? Vậy thì tốt quá. Thầy Lương, không ngờ thầy và cô Thi cũng ăn ý quá hả? Đánh thưởng đó. Phải không đây? Đẹp đẹp. Đẹp đẹp. Nè 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 nè. Bạn đã làm chuyện gì xấu mà phải dắt đám G4 bảo vệ mới dám đi học vậy? Phải á, đám G4 chứ bảo vệ được lúc đâu có bảo vệ suốt đời. Trời ơi, để tao nói cho tụi bay biết. Thật ra đẹp sợ thua, sợ mất mặt. Nhưng mà tôi nói cho mấy bạn biết không cần phải sợ, vì chúng tôi còn sợ hơn bạn. Nếu như bạn không đi học thì đâu có ai để tụi này chọc ghẹo. Thế là có gì hay? Bộ thắng rồi sao? Phải đó, chồng muốn rổ đấu rồi hả? Tuy là chưa đấu, nhưng mà nhìn cái thế thì cũng thấy ăn một nửa rồi. Tình thế bây giờ giống như là xuất phạt 11 mét vậy đó. Bóng của mấy người như vậy nè. Trời ơi, bay nó mất rồi ta. Nhưng mà tụi này chỉ cần đá nhẹ thôi. Vô. Đến chừng đó mấy người sẽ chết ngay tại chỗ. Tôi khuyên mấy người sớm chịu thua cho đỡ mất mặt đi. Chịu thua. Bắt đầu từ bây giờ sẽ không có chuyện chết ngay tại chỗ. Sao vậy thầy Lương? Các em về chỗ ngồi đi. Bởi vì trận đấu giao hữu đã quyết định hủy bỏ rồi. Hả? Vậy thầy Lương, thì đừng có đem chuyện này ra giỡn nha. Thầy không có giỡn với các em. Vì trường của đội bạn phải học thêm cho nên mới quyết định hủy bỏ trận đấu. Còn chuyện các em đánh cược có thể coi như không có gì xảy ra. Nói đúng hơn, không có ai thua, cũng chẳng có ai thắng. Hay lắm. Trời ơi, sao kỳ cục vậy? Muốn tôi xin lỗi hả? Mấy người đừng có mơ, mấy người không có tư cách để nhận đâu. Có tư cách nhận hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết bao tử của bạn sẽ nhận ông nội đó. Đúng rồi, đừng cãi nhau. Bây giờ bắt đầu học.
Nếu thầy mà không giảng bài được thì tới lượt thầy phải dạy thêm cho các em. Được rồi, các em lật trang 68 ra. Bây giờ mới nói là quỷ trận đấu giao hữu bóng rổ, nhưng mà giải thưởng đã làm sẵn hết rồi, giao tới đây phải thanh toán, anh nói sao đây? Tôi đã giải thích với anh nguyên nhân quỷ bỏ trận đấu rồi, anh cũng đồng ý mà. Đúng, đúng là tôi đồng ý. Nhưng mà tôi đồng ý cũng không có nghĩa là anh có thể lãng phí tài nguyên của nhà trường. Nè anh Lương, anh có thể hủy bỏ trận đấu hả? Tôi nghĩ là anh cũng có tư cách hủy bỏ hóa đơn giải thưởng, phải không? Tôi có chứ. Nhưng mà không kịp hủy bỏ. Không kịp hủy bỏ tức là không có hủy bỏ. Nhưng mà làm vậy, sau này chắc chắn sẽ xài được. Lần này tôi thông minh, tôi không có khắc ngày tháng năm. Anh thật thông minh. Có đấu nữa cũng là giải của các trường, còn đấu giao hữu làm cái gì? Anh giữ mới giải thưởng để mà ngâm giấm hay sao hả? Thầy Lương. Ủa, Hạ Nguyệt, chuyện gì vậy? Em tặng cho thầy nè. Cảm ơn thầy. Sao em lại cảm ơn thầy? Thật ra lúc nãy em ở ngoài phòng giám hiệu đã nghe hết rồi. Thầy Lương, thầy cố tình quỷ trận đấu bóng rổ để em khỏi xin lỗi Âu Dương Sơn và mọi người, để cho em khỏi bị mất mặt. Đúng vậy, trận đấu đó là do thầy quyết định hủy bỏ. Nhưng mà nguyên nhân không phải chỉ vì sợ em bị mất mặt, nhưng mà thầy chỉ cảm thấy sự đánh cược lần này với em và Âu Dương Sơn đã khiến ý nghĩa cuộc đấu đã biến chất, trở thành sự tranh chấp về nghĩa khí rất đơn giản. Như vậy đâu có ý nghĩa gì. Hơn nữa thầy sợ Âu Dương Sơn sẽ lặp lại tình trạng như em, chỉ lo đánh thắng trận đấu này. Thật lòng thầy sợ các em sẽ gặp chuyện gì, cho nên thầy mới quyết định hủy bỏ trận đấu này. Sao phải để tâm đến Âu Dương Sơn? Em chỉ cảm thấy thầy bị hiệu trưởng la là do em liên lụy, em thấy ngại lắm. Em thấy thầy hay bị hiệu trưởng la tội lắm phải không? Ừ. Thật ra chỉ vài con nhằn thôi, thật sự không có gì. Thật không? Thật. Vậy em đi nha thầy Lương. À, Hảo Nguyệt, cảm ơn. Ôi, học sinh bây giờ rắc rối ghê. Phạt các em cũng không được, cho các em chút không gian cũng không được. Không biết dạy sao mới đúng. Trời, đã đánh banh thì phải nhắm cho nó chuẩn. Tâm thái của bọn trẻ bây giờ con làm sao mà nhìn thấu được. Nếu như con giỏi thì đâu có bị Hiền Sơn nó bài xích con. Tăng Chính Lương cũng được mời, vậy anh sẽ có dịp ở bên cạnh cô Thi rồi. Ồ, không chỉ như vậy, bởi vì chú cũng được mời. Phải chứ, chú cũng được mời, tại sao không mời con? Mời mới lạ. Vậy thì lát nữa con hỏi người ta làm sao hòa đồng với các học sinh đi. À, sao tới giờ Quỷ Lương chưa tới? Sao, có hẹn với anh hả? Có vấn đề gì? Không có. Ủa, sao anh lại ở đây? Sao tôi không thể ở đây hả? Sao, anh sợ gặp tôi hả? Ý tôi không phải vậy. Lương, cây này của con. Dạ. Chơi đi, nhường anh mở banh trước đó. Trên bàn bao nhiêu trái banh anh không thục, mà trái tôi vừa thục xong cái anh lại thục. Hả? Sao con người anh không có chút cá tính tùy tiện quý vị? Là tài, con nói vậy bậy nha. Trên bàn rất nhiều banh có quyền lựa chọn mà. Sao vậy? Cô không muốn uống nước hả? Không phải muốn uống nước đâu, có người muốn nói chuyện đó. Phải, tôi nói nhiều quá thấy khát nước. Chú Tiêu phiền chú trà chanh nha. Ờ, được. Anh Tài à, tôi biết anh có chuyện muốn nói với tôi. Nhưng anh cũng biết đó, mấy trò như chơi pizza, sau khi anh đánh không vô thì sẽ tới lượt người khác. Tuy rằng tôi có cơ hội rất lớn, nhưng cũng có thể là tôi đánh không vô. Bởi vậy mới nói thế giới này của anh thì sẽ thuộc về anh thôi. Còn nữa anh Tài, tuy rằng cơ hội này đã đến lượt anh hả, nhưng anh đừng nghĩ là dễ chơi. Bây giờ banh trắng rất gần với banh đen, banh đen sẽ ảnh hưởng anh đánh cho banh đỏ đó, cho nên bản thân anh phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề này.
Gốc khó như vậy, trái banh đỏ đó anh xứng đáng ăn. Tôi chơi bia cũng lâu lắm rồi, trái banh đen này sẽ không làm ảnh hưởng tôi đâu. Quên nữa Lương Lương, mai đi sinh nhật Sơn, nhớ ghé chở chú đi nha. Khỏi, con chở chú được rồi, con cũng dự mà. Ý, thầy Lương và chú Tiêu đến kìa. Chà, sinh nhật vui vẻ nha. Sinh nhật vui vẻ là con. Cảm ơn. Hiệp trưởng. Hiệp trưởng. Ông Duy Sơn, sinh nhật vui vẻ nha. Còn bánh kem này, đi, tặng cho em đó. Cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn. Không có gì. Nè, hôm nay các em có phước đó. Hôm nay ngoài chú Tiêu ra, em còn có thêm một huấn luyện viên miễn phí. Phải đó. Hiệu trưởng đánh con giỏi hơn chú nhiều nha. Trời ơi, bánh kem hiệu trưởng vua đẹp quá, mau qua đây coi đi. Qua đó coi đi, đi. Chà, thật sự rất đẹp nha. Hiệu trưởng thật là khéo lựa chọn. Được sao mà. Em đã có bánh kem rồi. Nè, ông Dương Sơn, bánh sinh nhật này đâu có ai chơi nhiều nè. Mắc tiền lắm đó. Phải đó, nhìn coi, ngon lắm đó. Mau cảm ơn hiệu trưởng đi. Cảm ơn nha. Được rồi, sinh nhật vui vẻ nha. Nói cảm ơn là được rồi, chúng ta mau cắt bánh kem qua giờ lành mất tiêu giờ. Đúng rồi, với hát bài sinh nhật đó ha. Rồi, happy birthday to you. Rồi, chụp nghe, 1, 2, 3. Nè, chuẩn bị nha. Rồi, nè, làm gì? Hiệu trưởng, Âu Duyên Sơn và cô Thi đứng chụm tấm đi. Rồi các em đi ra đi, Được. Rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Khoan, trời ơi, nãy giờ đứng chụp hoài mà mình không chụp tấm nào nè, qua đó đi. Anh Lương, qua đi chụp đi. Để anh chụp cho. Thầy Lương, thầy qua chụp đi. Nãy giờ em chụp nhiều rồi. Đây, chú Tiêu, đưa con. Đứng sát vô thầy Lương. Hay thầy đổi chỗ với cô Thi đi, đứng vậy giống như chữ ghẹo vậy. Không sao đâu, cô Thi đứng giữa chụp thấy đẹp hơn, thôi được rồi. Sao chụp đi, chụp đi, sao đi, tính quá không biết nữa. Mà phải đâu, cầm vậy là cầm vậy nè. Các em ra ngoài chơi đi, cắt bánh xong coi đem ra chưa. Được, ra ngoài đi. Ra Thi có ai đánh sai hả? Mày thua là cái chết rồi. Hiểu chưa rồi. Gì? Hay là thầy phải ra ngoài với tụi em mới được á. Tụi em rất đông, mình chú Tiêu dạy chắc không xuể đâu thầy phải ơi. Vậy hả? Trời ơi, các em mới tập thôi mà, một mình chú Tiêu dạy được rồi. Để hiệu trưởng ăn chút gì rồi ra dạy các em. Thì phải đó, các em ra chơi trước đi. Thầy ăn chút gì rồi ra chỉ các em. Đi. Dạ, vậy tụi em đợi thầy nha hiệu trưởng. Đi. Tôi cũng ra ngoài coi sao. Hôm nay ngoài trời rất đẹp, tôi muốn chụp thêm vài tấm hình cho học sinh. Lấy đĩa ra. Ê, chà, ê, trời. Gì? Ê, không gì? Có sao không? Gì vậy? Gì cô Thi? Em bị trượt chân. Không sao chứ. Ở mắt cá đó. Chỗ này nè. Thi đỡ không? Đỡ rồi. Alo. Thầy Lương à, nguy to rồi. Ông Sơn hả? Chuyện gì vậy? Ở nhà em có chuột, mau cứu em sợ quá thầy ơi. Hả? Vậy à? Đừng nói nhiều nữa, mau tới đi. Được rồi, thầy sẽ tới liền nha. Thì được, bye bye. Trời, làm gì sợ dữ vậy? Thầy khoan nói đã, thầy bắt con chuột giùm trước đi. Ở dưới tuổi dậy kìa, mà bắt nó đi. Cô Thi sợ thì không nói. Sơn à, thì không ngờ các em cũng sợ như vậy. Nè, không phải là em sợ mà em thấy nó thấy ghê quá à. Mở banh cửa mà nó không chạy nữa, mau đuổi nó đi giùm đi. Mau đi. Ê.
cái gì hả? Trong đó con kiến cũng không có nữa. Để tìm kỹ chắc ăn rồi. Ơi, tìm kỹ rồi, hai má con leo xuống đi. Có thật không? Tin tôi đi, leo xuống đi mà hả? Mà lên. Đứng yên. Đang có đó ngắm trăng kìa. Cứu tôi, đuổi nó đây đây. Đừng. Bình tĩnh. Để tôi giải quyết nó. Ơi, rốt cuộc cũng đuổi nó đó rồi. Sao lại có chuột kỳ vậy trời? Chắc là thường ngày tại con ăn uống xong bỏ bừa bãi nên chuột nó mới mò tới. Trời ơi, con ăn xong để đàng hoàng liệu có phải là gì không? Nè, gì mà bỏ bừa bãi? Đừng đổ qua đổ lại nữa. Hãy coi trong nhà lộn xộn bừa bãi nè. Mau dọn dẹp lại cho sạch sẽ đi. Trời, bị con chuột nó quậy phá nãy giờ, vừa mệt mà vừa đói nữa. À thầy Lương, thầy muốn thử món mì Ý thơm xúc xích do em làm không? Món gì mà chưa từng nghe vậy? Có ngon nữa. Xúc xích nhiều hương mì, anh nói có ngon không? Đặc biệt quá, vậy thì phải ăn thử. Được rồi, để em nấu cho thầy ăn. À, thầy, rảnh dọn phụ giùm ha. Ờ, được rồi. Đi yên quá đi, mặc kệ nó đi, ngồi đi anh Lương. Ờ, cảm ơn. Ờ, phải cô Thi à? Bây giờ có loại máy siêu thanh đuổi chuột. Ngày mai tôi mua giùm cô một cái, để trong nhà, phòng hờ nhà có chuột đuổi nó. Thực tình cảm ơn anh đó, đã tối rồi mà còn làm phiền anh đến bắt chuột giùm. À, không sao đâu, tôi ở trên núi, cô ở chân núi, tôi lăn xuống thôi mà, rất tiện lợi, không có gì phải ngại đâu. Trời ơi, anh Lương, mồ hôi của anh nhiều đến phát khiếp luôn. Nè. Cảm ơn. Trời ơi, khăn giấy gì mà dở quá, là mặt anh dính đầy giấy vụn à. Để tôi lấy ra giùm anh. Ừ. Anh không sao chứ? À, không có gì. À, phải cô Thi, tôi không ăn mì nữa, tôi phải về liền. Hả? 15 phút nữa là có thể ăn được rồi. Phải đó, để mà ăn một chút đi. Không được đâu, cô cũng biết đó. Tôi sợ ăn tối hoài sẽ dễ lên cân. Đến chừng đó hết đất vài trăm cái cũng vô ích. Anh có nói quá không? À, Sơn à, ngày mai đi học đúng giờ nghe, biết không? Cô Thi à, ngủ ngon. Vậy tôi tiễn anh. Cảm ơn anh nha. Bye bye. Bye bye. Tăng Chính Lương, cũng may mày kiềm chế được. À, đúng lúc vậy. Ờ, làm gì? Lúc nãy tôi có gọi điện cho anh, muốn hỏi anh hình sinh nhật của Âu Duyên Sơn rửa chưa. Cô Yến nói với anh là nhận cú điện thoại của cô Thi thì đã vội vã ra ngoài. Anh đừng có hiểu lầm, không phải tôi đến đây để cạnh anh đâu. Tôi thấy buồn chán quá cho nên mới ra ngoài dạo thôi. Ai về điên hồi lại đến đây. Tình cờ lại nhìn thấy anh từ trong ra. Thật ra nhà của cô Thi có con chuột. Âu Dương Sơn đã gọi điện cho tôi. Tôi đến đây chỉ bắt chuột giùm họ thôi, chứ không có làm gì khác đâu. Vậy sao? Vậy đã đuổi con chuột đó đi chưa? Đuổi đi rồi. Âu Dương Sơn rất là tin tưởng anh. Có chuyện gì người đầu tiên là tìm anh. Cả chuột ha. Cũng nhờ anh, cũng may không có tìm tôi. Tôi sợ chuột lắm. Người gọi điện thoại kêu tôi đến nhà cô Thi thật sự là Âu Dương Sơn. Được rồi, tôi hiểu mà. Cô Thi là người phụ nữ tốt, tôi sẽ không dễ dàng buông tay. Tôi cũng hiểu. Thú thật tôi không phải cố ý dẫm chân vào. Tôi biết. Trước đây anh thật lòng muốn giúp tôi, nhưng mà tôi cũng biết anh rất lo cho cô Thi. Tôi cũng đâu phải là người không nói lý lẽ đâu. Anh cũng biết con người của tôi rồi đó. Chuyện tình cảm đâu có phân biệt trước hay sao phải không? Nếu như anh thật sự có cảm tình tốt với cô Thi, tôi nghĩ là anh nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn. Phải, tôi thừa nhận có tình cảm tốt với cô Thi, nhưng thật lòng tôi đã từng thử đứng ngoài cuộc, nhưng tôi không kiềm chế được bản thân mình. Tôi không có trách anh, anh không có lỗi. Tôi đã nói rồi, cô Thi là người phụ nữ tốt. Nếu không thì chúng ta đâu có cùng lúc yêu cổ phải không? Nói tóm lại là tôi sẽ không nhường cổ cho anh đâu.
Thật ra tôi không cố ý dành với anh, nhưng với chuyện tình cảm, đến lúc gặp được thật sự khó mà chống đỡ được. Hơn nữa anh cũng hiểu chuyện này đâu thể nhường được. Đâu có ai bắt anh nhường. Hơn nữa cô Thi cũng sẽ không thích loại đàn ông đó. Nếu là 20 năm trước, chắc chắn tôi sẽ thi thành tích học tập với anh để giành được cô Thi. Nếu là 10 năm trước thì càng khổ cho anh. Tôi sẽ thi danh về sự nghiệp. Nếu anh là nhân viên của tôi thì tôi sẽ dỡ thủ đoạn, dỡ quyền lực. Vì cô Thi, tôi sẽ tìm cách cách chức anh. Nhưng mà bây giờ cách nghĩ cũng chín chắn rồi, thì sẽ không làm những chuyện trái với lương tâm mình đâu. Thú thật, chuyện tình cảm không có chuyện ai đúng, ai sai. Đến sau cùng quyền quyết định cũng phải chọn người nào vẫn tùy thuộc vào phái nữ thôi. Cho nên cách giải quyết tốt nhất chính là cạnh tranh công bằng. Có thể cạnh tranh công bằng sao? Đương nhiên là có thể. Cho dù anh không đeo đuổi cô Thi thì cũng có người đàn ông khác đeo đuổi cổ. Không lẽ tôi cũng đi nói với người ta cô Thi là của tôi, mấy anh đừng có đeo đuổi cổ, đâu có được. Tóm lại quan trọng nhất là ở nguyên tắc công bằng. Mọi người đều có quyền đeo đuổi cô Thi, đúng không? Anh nghĩ vậy thật sao? Thật, tôi thật sự nghĩ vậy đó. Anh đừng bao giờ nhường cho tôi nhé. Tôi muốn bản thân cô Thi tự lựa chọn. Ok, vậy sau này tôi sẽ không nương tay nữa. Thua tê thảo bây giờ. Đàn ngô châu dự bị liệu phó bà dịch mãi khó phong xin bắt ta xuyên trôi quán lưỡng nhật sau bùi ca giờ có yêu môi vu ni dầu dư chuyên nhất trái hò quay sẽ sâu niên si ca ngô pha thảm trình dư nhật yêu thương ngô quay thật bầu cấm trường chuyên niên tai hảo xíu hảo thông qua điều chỉ yêu nề ban trường quay cầu phù hợp lý sớm ngô mùi thiếu chiến trục khắp sang thầy thôi nhìn hấp si quay bỏ tung luyện hà đường đàn tôi để họ bắt này. Các em, hôm nay là lễ sau cùng của năm học này. Đúng vậy, sau khi tiếng chuông reng thì các em có thể trải qua một mùa hè vui vẻ. Hay nhưng quá mà nè, phải đợi kết quả thi. Trời ơi, có bao nhiêu môn mình bị rớt nữa. Sợ quá à, thầy đừng phát có được không? Phải cái chuyện qua rồi chưa qua đi. Thầy đừng có phát thầy ơi. Không được đâu, đây là kết quả học tập của các em mà. Thật ra người nào được xếp hạng đầu có tên trên bảng vàng. Được, thầy nói với các em coi như là sự động viên. Người đứng hạng 3 năm nay, Từ Hảo Nguyệt. Cảm ơn thầy Lương. Cảm ơn thầy Lương thôi sao? Không có bao cô Thi hả? Không sao đâu. Đứng hạng nhì chính là Âu Dương Sơn. Cảm ơn cô Thi. Được rồi, các em có muốn biết người đạt hạng nhất năm nay là ai không? Không biết rồi. Đúng vậy, đó chính là Mạch Kiki lại là bạn ấy, không có gì bất ngờ hết. Cảm ơn các bạn. Còn phần thưởng có tiến bộ nhiều chính là Giang Lập Anh. Rồi, đừng làm bộ lạnh lùng, nói tiếng cảm ơn đi, vô khiêu vũ. Cảm ơn thầy Lương, cảm ơn cô Thi. Hay quá. Nhưng mà điều thiệt cô vui mực nhất chính là cả lớp đều có tiến bộ. Cả lớp đều có thể lên lớp 10. Các em được vỗ vui mừng. Sang năm còn phải thi chuyển cấp. Nếu các em muốn đạt thành tích tốt trong kỳ thi đó thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Cho nên thầy mong năm nay các em cố gắng phấn đấu. Ok. Ở thầy Lương à, em có thể xin số điện thoại của thầy được không? Em muốn trong dịp hè đến học hỏi môn toán học. Thầy cũng biết môn toán của em không thể bỏ được. Được, không thành vấn đề. Lát nữa thầy sẽ ghi cho em. Em xin nữa. Hay làm vậy đi. Bây giờ thầy sẽ ghi số điện thoại lên bảng, các em ghi lại. Sau này có điều gì thắc mắc thì có thể gọi điện cho thầy, được không? Hay. Chú Tiêu, thật là chú có biết con đang coi tivi không? Chú tìm gì vậy? Đi qua đi lại, che hết màn hình. Nè, Tài, con có nhìn thấy đèn diệt mũi của chú không?
chú nhớ để ở học tủ nào đó mà. Đèn diệt mũi cái gì chứ, bộ có mũi hả? Không phải, thì chị Yến chỉ qua mượn giùm thằng Lương thôi. Ngày mai thằng Lương và cô Thi đưa các học sinh đi cắm trại đó. Cái gì? Anh Lương và cô Thi đi cắm trại? Tại sao chuyện lớn vậy mà con không biết? Nè, chỉ đi cắm trại thôi có cái gì lớn lao đâu. Trời ơi, đi cắm trại mà lại không lớn lao. Hay à, cho con biết đó chú Tiêu, con và các học sinh rất hòa đồng phải không? Lẽ nào đi cắm trại mà không cho con tham gia? Chú nghĩ con nói sai rồi. Các học sinh cũng rất hòa đồng với chú, nhưng mà không có rủ chú, sao lại rủ con đi? Chắc là tên Tăng Chính Lương này viện cớ này cứ nọ bám thôi cô Thi. Nè 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 nè, sao lại liên quan thằng Lương hả? Nó muốn gần gũi cô Thi, tức là nó muốn đeo đuổi cô Thi hả? Thì phải rồi. À, nhưng mà em vậy, phụ nữ tốt thì đương nhiên có nhiều người đeo đuổi. Con đã giao trước với Chính Lương rồi, hai người cạnh tranh công bằng. Nhưng mà lần này anh lén đi cắm trại với cô Thi mà không cho con biết, tức là muốn nhân dịp này để tiếp xúc riêng với cô Thi. Như vậy là làm trái quy tắc cạnh tranh công bằng. Anh không uy tín, không giữ lời hứa. Đeo đuổi con gái đâu có thể nói công bằng hay không được. Nè Tài à, lần này con mất ưu thế rồi. Nè, thằng Lương và thằng Sơn có tình cảm rất tốt, còn con và thằng Sơn, trời ơi. Chú Tiêu à, chú cũng biết nói là con mất ưu thế hả? Chú là chú của con, không lẽ nào không giúp con phải không? Còn có gì mà con chưa biết đâu hả? Nói mau đi, nói. Nếu chú giúp con tức là làm trái quy tắc công bằng mà lúc nãy con đã nói rồi. Nè, không có uy tín đâu. Hay à, chú Tiêu, bây giờ á đâu phải là lúc nói nguyên tắc, mà đang nói về hạnh phúc của cả đời con. Mà nếu như chú không giúp con, làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Giả đây? Chú nghĩ coi, tình cảm chú cháu mình rất tốt, có kiếp này đâu có kiếp sau đâu, đúng không chú? Được. Đào quá trời nè, đừng đấm. Dạ xin lỗi. Nè, đừng nói nghe nghiêm trọng quá vậy. Tiết lộ một chút có lẽ sẽ không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Họ đã hẹn nhau 8 giờ sáng mai tập họp ở trường. Đến chừng đó con hãy đem đèn diệt mũi này tới. Cảm ơn chú Tiêu. Ê trời, anh sao vậy? Sao mặt đỏ chét vậy? Giống hệt như cái đèn đỏ hả? Anh mới là đèn đỏ đó. Tôi ăn mặc trang phục màu đỏ như vậy tượng trưng cho quyết tâm chiến thắng của tôi. Quan trọng nhất là con số 9 này. Tôi nghĩ là tôi thắng anh 9 con đường. À phải rồi, sao đột nhiên anh lại đến trường vậy? Thì anh tới trường làm gì, tôi cũng đến trường làm cái đó. À, đám học sinh tổ chức cắm trại mời tôi đến tham gia thôi. Vậy thì đúng rồi, học sinh cũng có mời tôi. Ê, anh đừng có hiểu lầm nghe, tôi không có bày trò sau lưng anh đâu. Yên tâm đi anh Lương, có tôi thì có anh, như vậy mới gọi là cạnh tranh công bằng chứ, phải không? Anh yên tâm đi anh Tài, tôi và anh sẽ cùng đeo đuổi cô Thi ở một hoàn cảnh rất công bằng. Yeah.